Quý vị khán giả truyền hình thân mến, chúng ta đang theo dõi hình ảnh tại sân vận động Trung tâm Đào tạo trẻ PVF Bộ Công an. Đây là trận đấu muộn nhất trong khuôn khổ vòng loại Cúp Quốc gia 2023 vào buổi tối Chủ nhật. PVF CIND, đội bóng với tiền thân là câu lạc bộ Phố Hiến, sẽ khoác lên mình một diện mạo mới, một tên gọi mới. Họ sẽ bước vào trận đấu đầu tiên ở mùa giải năm nay gặp đối thủ SHB Đà Nẵng. Như vậy là trọng tài Lê Đức Cảnh đã nổi còi bắt đầu 45 phút thi đấu đầu tiên trận đấu giữa PVF CIND và SHB Đà Nẵng. Ở trong hiệp một trận đấu thì đội chủ nhà trong trang phục màu đỏ sẽ bảo vệ khung thành bên phải màn ảnh của quý vị. Đây là Đào Văn Trưởng. Đường chuyển ít chạm và đây là cơ hội mở ra dành cho đội chủ nhà. Đào Văn Trưởng rất tốt. Nhưng đáng tiếc là cú dứt điểm của đội trưởng Huỳnh Công Đến thì lại không thể làm khó được thủ thành Phạm Văn Cường. Một bài tấn công cho thấy được sức mạnh của PVF CIND. Dứt điểm rất nguy hiểm. Đó là cú đá của Xuân Bắc. Suýt chút nữa thì tỷ số đã là 1-0 dành cho đội chủ nhà. Xuân Bắc luôn nổi tiếng với cái chân trái lợi hại. Anh cũng là chân sút phạt chủ lực của đội chủ nhà. Đánh đầu. Đây là cơ hội. Dứt điểm không được. Mỗi đội đều đã có 2 cú dứt điểm. Thêm một tình huống triển khai tốt nữa tới từ SHB Đà Nẵng. Đường chuyền trở lại. Dứt điểm. Đó chưa phải là cú dứt điểm. Bây giờ mới là cú sút và pha xử lý tốt của Phí Minh Long đã ngăn chặn bàn thua cho đội chủ nhà. Minh Long cũng đã bị đau sau nỗ lực cản phá cú sút vừa rồi của Hoàng Minh Tâm. Pha xử lý bình tĩnh của Minh Tâm. Nó đã đánh lừa được bộ đội trung vệ Viết Phú và Hiểu Minh. Pha bóng cho thấy khả năng phán đoán tốt của Phí Minh Long. Đủ người rất nhanh ở hướng ngược lại. Bóng thường xuyên. Minh Tâm. Đường chuyền của Giang Trần Cách Tuần. Rất tốt. Và bàn thắng đầu tiên đã đến với SHB Đà Nẵng. Đó là một tình huống dàn xếp tấn công rất ấn tượng. Người đã điền tên lên bảng tỷ số đó là Đặng Anh Tuấn. Cầu thủ mang áo số 6 Đặng Anh Tuấn ghi bàn mở tỷ số cho câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Cuối cùng thì những sức ép trong ít phút đã qua cũng đã được cụ thể hóa bằng bàn thắng. Pha bóng mà những cầu thủ tấn công của SHB Đà Nẵng đều nhanh hơn đối thủ một nhịp. Một tình huống đỡ bóng rất ngọt của Anh Tuấn để mở ra góc sút. Sau đó là một cú đá chân trái vào góc xa. Và với khoảng cách gần như vậy thì không có cơ hội nào dành cho Phí Minh Long. Bóng trở lại với đội chủ nhà, Huỳnh Công Đến. Và trong khe rất hay dành cho Nguyên Hoàng. Chân trái. Tỷ số là 1-0. Đó rõ ràng là một bàn thắng rất cảm xúc dành cho Võ Nguyên Hoàng. Và bóng cho thấy được khả năng chọn vị trí và tốc độ bứt đi tốt của Nguyên Hoàng. Dứt điểm của Nguyên Hoàng là miễn trễ. Cầu thủ mang áo số 10 của Nguyên Hoàng ghi bàn cho câu lạc bộ PVF CIND. Tỷ số hiện tại câu lạc bộ PVF CIND 1, câu lạc bộ SHB Đà Nẵng 1. Từng được kỳ vọng rất nhiều. Một tài năng bóng đá của bóng đá Việt Nam. Nỗ lực của Thanh Nhàn. Dứt điểm. Tỷ số là 2-1 dành cho đội chủ nhà. Không ai khác, đó lại là Võ Nguyên Hoàng. Cú đá chân trái uy lực của Nguyên Hoàng. Và nó cướp từ mọi nỗ lực của thủ thành Phạm Văn Cường. Sai lầm tới từ đường chuyền về của Nguyễn Công Nhật. Những sức ép từ Thanh Nhàn đã khiến cho
cầu thủ phòng ngự của SHB Đà Nẵng gặp bối rối. Lâm Anh Quang đã lỡ đà và Võ Nguyên Hoàng có cho mình một vị trí thuận lợi trong vòng cấm địa để tung ra một cú đá sấm sét. Thêm một cú dứt điểm từ xa nữa, đó là cú đá của Xuân Bắc, cũng là một cầu thủ có cái chân trái lợi hại. Phi Hoàng, quả tạt của Phi Hoàng rất nguy hiểm. Đánh đầu ngược của Hà Minh Tuấn, nỗ lực đó vẫn chưa thể làm khó được Phí Minh Long. Quách Tân, đó là cú dứt đầy của Quách Tân. May mắn không mỉm cười với SHB Đà Nẵng khi bóng đã dội xà ngang. Rất đáng tiếc. Câu lạc bộ cú dạng chân bất ngờ của dạng chân Quách Tân. Câu lạc bộ số 2 của anh Quân rời sân. Nhưng chưa có bàn thắng dành cho Đà Nẵng. Câu lạc bộ mang áo số 10 của Nguyên Hoàng rời sân. Và sân hai người của đội mang áo số 20 Nguyễn Văn Tùng. Lẽ là do lỗi kéo dài thời gian. Thêm một trong ngày nữa. Đối mặt không vào. Đội bị bỏ lỡ bởi Lý Trung Hiếu, người vừa vào sân bên phía đội chủ nhà và rõ ràng có được lợi thế về mặt tốc độ trong tình huống bứt tốc này. Trung Hiếu bứt tốc từ phía sau nhưng vẫn có thể vượt lên trước công Nhật. Đình Duy chào bóng lại, dứt điểm không vào. Tiếp tục là đợt tấn công, vẫn chưa thể có bàn thắng gỡ hòa dành cho SHB Đà Nẵng sau những cú dứt điểm liên tiếp. Sự xuất sắc của Phí Minh Long đang liên tiếp từ chối những cơ hội mà đội khách tạo ra. Người đã dứt điểm đầu tiên thì cơ hội thuộc về Phi Hoàng. Ngọc Toàn rất nhịp nhàng. Anh Tuấn, Đình Duy, goal! Đó là pha lập công của Hà Minh Tuấn. Pha bóng cho thấy sự khôn ngoan của Minh Tuấn. Đó mới chỉ là cơ hội dứt điểm thứ hai của Hà Minh Tuấn ở trong trận đấu này. Cuối cùng thì bản năng sát thủ của Hà Minh Tuấn cũng đã được thể hiện. Tình huống chạy chỗ thông minh. Cầu thủ mang áo số 92 Hà Minh Tuấn đi vào cho câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Những cầu thủ phòng ngự của đội chủ nhà đã không theo kèm với Hà Minh Tuấn và nhiệm vụ của Hoàng Huy. Và để mất bóng của Hoàng Huy, Đình Duy quyết định xử lý từ giữa sân của Đình Duy. Đình Duy đã quan sát thấy Phí Minh Long bỏ xa khung thành. Tiếp tục là một đường chuyền dành cho Hà Minh Tuấn làm tường dứt điểm. Cơ hội dứt điểm tiếp theo không vào. Đó là cơ hội bị bỏ lỡ bởi Nguyễn Công Nhật. Suýt chút nữa thì bàn thắng ấn định tỷ số đã đến với SHB Đà Nẵng. Pha đấm bóng của Phí Minh Long đã đưa bóng tới thẳng vị trí của Công Nhật. Đúng như vậy, tỷ số 2 đều được ấn định sau 90 phút thi đấu chính thức. Tiếp tục là một trận đấu ở vòng loại cúp quốc gia phải giải quyết bằng một loạt cú súng cận đáo trên chấm 11m. Sau đây hai đội sẽ được sẽ tiến hành vào loạt đá luân lưu 11m. Cú đá đầu tiên của SHB Đà Nẵng, Lâm Quý không vào. Phí Minh Long tiếp tục có một pha cản phá xuất sắc ở trong trận đấu này.
vạn sự khởi đầu nan với SHB Đà Nẵng. Mô Viết Phú rất chính xác. Viết Phú đã đánh lừa được thủ thành Phạm Văn Cường. Tỷ số luân lưu tạm thời đang là 1-0 nhưng về đội chủ nhà. Cú đá cơ bản. Giờ sẽ là cú đá của cầu thủ mang áo số 20 Lương Duy Cường. Lương Duy Cường vẫn không vào. Hai quả đá phạt luân lưu của SHB Đà Nẵng đều đã bị bỏ lỡ. Lần này thì Lương Duy Cường dứt điểm lên trời. Sự kiện tâm lý đè nặng lên Lương Duy Cường và sai lầm đã xuất hiện. Văn Tùng rất sẵn sàng cho cú đá của mình. Văn Tùng vẫn tiếp tục là một cú đá đơn giản của đội chủ nhà. Số luân lưu là 2-0. Cầu thủ sinh năm 2002 tỏ ra lạnh lùng để đánh lừa được thủ thành Phạm Văn Cường. Đào Nhật Minh sẽ là người thực hiện cú đá thứ 3 của SHB Đà Nẵng. Nhật Minh tiếp tục không vào. Người hùng Phí Minh Long. Người hùng Phí Minh Long cản phá 2 trên tổng số 3 cú đá của SHB Đà Nẵng. Mấu chốt của trận đấu là đây. Lý Trung Hiếu rất chính xác. Và chiến thắng thuộc về đội chủ nhà PVFC ARD. Không chỉ trẻ và nhiệt huyết, họ còn chứng tỏ bản lĩnh vượt qua được một đội bóng của V-League trên chấm luân lưu. Một chiến thắng xứng đáng dành cho những gì mà thầy trò huấn luyện viên Bauro đã thể hiện. Đối thủ tiếp theo của đội chủ nhà sẽ là câu lạc bộ Phú Thọ.